Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 36 đề ôn luyện toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 8A. Bài số 1, đúng thì ghi D mà sai thì gáy vào ô trống. 64 mà ta cộng với 36. 6 ta cộng 4 là 10 với 0 tự nhiên 1. 6 3 9 1 10 là 100. Nghĩa là sai. 36 ta cộng với 64 bằng 100 này đúng nè. 73 mà ta cộng với 27, 3 bằng 7 bằng 10 với 0 tương ứng 1. 72 9 1 10. À nghĩa là 100 đúng. Đây là sai. Bài số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 27 lít ta cộng với 7 lít là bằng là 34 lít. Này câu B. Bài B, 42 mà ta cộng với lại là 58. 2 cộng 8 bằng 10 với 0 tương ứng 1 bằng 100. 100 lít. Câu A. Bài số 3, đúng thì ghi D mà sai thì ghi X vào ổ trống. 42 ta cộng với lại là 58 là bằng 100. 18 ta cộng với lại 82, 8 ta cộng 2 bằng 10 với 0 ta như 1. 100 luôn. À bên này 100, bên này lớn hơn 100, bên này là sai. Này cũng giống y chang như trên. Đây là sai. Cái bằng nhau mới đúng. Bài số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 2 bao gạo. Bao thứ nhất có 47 kg. Bao thứ hai có 53 kg. Hỏi cả hai bao này có tất cả bao nhiêu kg. Ta lấy hai số này cộng lại với nhau. 47 ta cộng với 53. 33 bằng 10 với 0 tương ứng 1. 9 10 100. 100 kg. Câu C. Bài số 5. Đúng thì D mà sai thì gáy chỗ trống. 67 ta trừ ra 25. Như vậy là 7 ta trừ cho 5 là còn là 2. 42. 42 ta trừ cho 20. Vậy là còn là 22. Này là sai rồi. Còn 22 này mới đúng nè. Đã 22 đúng thì còn 62 là sai. Bài số 6 tính. 5 ta cộng cho 6 là bằng 6 ta cộng 5, nó có tính chất gọi là giao hoán. Hoán đổi vị trí nó thì cái tổng nó không thay đổi. 6 cộng 5 là bằng 11. 8 cộng 4 cũng giống như 4 cộng 8 nè, nó gọi là hoán đổi vị trí nó thì cái tổng nó không thay đổi. Là bằng 12. 7 cộng 4 là bằng 11. 8 cộng 5 là bằng 13. 7 cộng 6. Này, cái này sao đây? 7 cộng 6 sao bằng 6 cộng 6 được? Cái này bị nhầm lẫn chỗ này rồi. Chúng ta sửa lại con 7. 7 cộng 6 là bằng 13. 6 cộng 7 cũng bằng 13. 8 cộng 6, 6 cộng 8 cũng là bằng 14. 8 cộng 3 bằng 11, 3 cộng 8 cũng bằng 11. 8 cộng 7, 7 cộng 8 là đều là bằng 15. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 7, đặc tính được tính.
5 cộng 5 bằng 10, với 0 ta nhớ 1. 9 cộng 1 là bằng 10. 81 ta cộng 19. 1 ta cộng 9 bằng 10, với 0 ta nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, 9 cộng 1 nhớ nữa là bằng 10. 72, 28. 2 cộng 8 bằng 10, với 0 ta nhớ 1. 72, 9, 9, 1 bằng 10. 43 là cộng với 57. 3 là cộng 7 bằng 10, với 0 tay nhớ 1. 4 cộng 5 bằng 9, 9 bằng 1 bằng 10. Chúng ta qua bài số 8. Từ 1 can nước mắm lấy đi 12 lít thì còn lại là 38 lít. Hỏi lúc đào can có bao nhiêu lít mắm? Như là ta lấy hai con số này chúng ta cộng lại. Lấy ra là 12, còn lại là 38, ta cộng lại thì ra cái lúc đầu. Số lít nước mắm lúc đầu có là 12 ta cộng với 38. 8 2 10 không nhớ 1. 5 50 lít. Đáp số là 50 lít. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 9. Thùng thứ nhất chứa 48 lít nước mắm. Thùng thứ 2 chứa 52 lít nước mắm. Hỏi cả hai thùng chứa được bao nhiêu lít nước mắm? Ta cộng hai cái thùng này lại. Số lít nước mắm cả hai thùng chứa là 48, ta cộng 52 bằng 100 lít. Đáp số là 100 lít. Bài số 10. Viết số thích hợp phổ trống. 15 ta cộng với 19, 5 ta cộng 9 là bằng 4. 4 ta nhớ 1, 30, 14. 34 là ta cộng với 56. 4 cộng 6 bằng 10, với 0 ta nhớ 1, 8, 90. 90 ta cộng 10 là 100. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.